hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tiến tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước cực lạc thanh bình trang nghiêm con nay quy pháp môn tịnh độ tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành phật tối thắng này con nay quy đức quán thế âm bồ tát Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và thanh tịnh Đại Hại chúng Bồ Tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành Phật đạo Tịnh độ Đại Kinh giải diễn nghĩa tập 12 do Tịnh Không Lão Pháp Sư chủ giảng ngày 16 tháng 4 năm 2010 Giảng tại Hiệp hội Phật Đà Giáo dục Hồng Kông Chư vị Pháp Sư Chư vị Đồng Học Xin ngồi xuống Xin xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải Trang 12 Dòng thứ nhất ất tam căn phổ bị thánh phàm tề thâu chúng ta xem đoạn này đây là đoạn thứ hai của phần giáo khởi nhân duyên phù chúng sanh căn khí thiên sai dạng biệt Thế Tôn cố thuyết bát dạng tứ thiên pháp môn quảng ứng quần cơ. Vừa mở đầu đã bảo chúng ta. Đức Phật thuyết pháp chẳng lìa nhị đế. Chân đế là cảnh giới Đức Phật đích thần chứng đắc tục đế là do căn tánh của chúng sanh trong mười pháp giới khác nhau do vậy chân đế là nhất phật thừa tục đế có tám dạng bốn ngàn pháp môn Tám dạng bốn ngàn Cũng chẳng phải là một con số cố định Mà để hình dung rất nhiều Vô lượng, vô biên pháp môn Nhằm thích ứng các thứ căn cơ sai khác trong thế gian hoa nghiêm viên giáo chuyên tiếp thượng thượng căn nhân bộ kinh hoa nghiêm giảng thật nhiều thích ứng với căn cơ của chúng sanh chứ không phải là chẳng hề thích ứng Tuy ứng theo căn cơ để thuyết pháp Nhưng kinh ấy Vẫn quy về tự tánh y như cũ Vì thế Đối tượng giáo dục của kinh ấy Là bậc thường thường căn Chúng ta cũng biết Bộ kinh ấy Do Thích Ca Mâu Ni Phật Đã giảng đầu tiên Sau khi kiến tánh Giảng trong định vì thế người tiểu thừa chẳng thừa nhận Người tiểu thừa chỉ thừa nhận tứ A Hàm Giảng ở lộc giả quyển Chứ Đức Phật giảng trong định đâu có thấy ai Trong định giảng cho ai Cho 41 địa vị Pháp Thân Đại Sĩ Các vị ấy là tính chúng Cũng là từ sơ trụ trở lên Như trong Kinh Hoa Nghiêm đã nói thập trụ bồ tát thập hạnh thập hồi hướng thập địa đẳng giác giảng cho 41 địa gì họ đều là phật minh tâm kiến tánh kiến tánh thành phật do vậy đức thế tôn và chư phật như lai đã nêu ra báo cáo giống như vào đời đường Lục tổ Huệ Năng sau khi khai ngộ Đã hướng về Hòa Thượng Ngũ Tổ Nhẫn Thưa Bài Ngài Thưa Trình rất đơn giản Chỉ có năm câu Còn Thích Ca Mâu Ni Phật Báo cáo rất tỉ mỉ Nhưng cảnh giới hoàn toàn bình đẳng Chẳng có cao thấp cảnh giới khai ngộ của thích ca và cảnh giới khai ngộ của lục tổ như nhau sau khi khai ngộ thật sự thích ứng rộng rãi mọi căn cơ nên dùng thân gì để độ bèn hiện thân ấy phật thích ca ở ấn độ căn tánh nơi ấy là căn tánh phật cho nên phải dùng thân Phật hồng Làm cho kẻ hữu duyên đắc độ Thích Ca Mâu Ni Phật bèn hiện thân Phật Huệ năng đại sư tại Trung Quốc Đối tượng thuyết pháp tại Trung Quốc tuổi ấy là tỳ kheo Đáng nên dùng thân tỳ kheo để độ Liền hiện thân tỳ kheo mà thuyết pháp Nói theo 32 ứng thân của Quán Thế Âm Bồ Tát Bất luận hiện thân gì cũng đều bình đẳng Ngài là một vị Phật thật sự Chẳng phải là Phật giả Đối tượng tiếp dẫn của lục tổ Là Bậc Thượng Thượng căn Thính chúng nếu chẳng phải là Bậc Thượng Thượng căn Sẽ chẳng có phần từ đàn kinh chúng ta thấy Huệ Đăng Đại Sư trong một đời Độ được bao nhiêu người 43 người Cũng có nghĩa là Trong hội của Ngài 43 người đại triệt đại ngộ Có cảnh giới bình đẳng với Ngài đây là chuyện không tiền tuyệt hậu trong lịch sử Trung Quốc Trước lục tổ không có tình huống hưng thịnh như thế Mà sao lục tổ cũng chẳng thấy tình huống hưng thịnh ấy Từ nay về sau Pháp vận của Thích Ca Bô Ni Phật Hãy còn 9.000 năm nữa Có chuyện như vậy trong thời kỳ bạc pháp hay không? Không có trước kia cư sĩ hoàng Niêm tổ bảo tôi từ nay về sau trong thiền tông chẳng còn bậc đại triệt đại ngụ không còn người căn tánh như thế trong mật tông tam mật tương ứng tức thân thành phật cũng không có chỉ có niệm phật giảng sanh thân cận a di đà phật là hạng người đắc độ chỉ có pháp môn này thích hợp cấp ba căn gồm thâu phàm lẫn thánh Mãi cho đến khi Phật Pháp trong thế gian này bị tiêu diệt Cũng có nghĩa là nói cho tới khi Pháp dần một dạng hai ngàn năm của Đức Thế Tôn chấm dứt Pháp môn này luôn luôn hữu hiệu Nói cách khác Từ nay về sau chúng ta có thể đắc độ Chỉ do một môn này Trừ một môn này ra Đúng là khó lắm thật sự chẳng dễ dàng trong hội quan nghiêm trí huệ như xá lợi phất thần thông như một kiền liên Ư phật thanh văn đệ tử trung quân xưng đệ nhất ngài xá lợi phất là trí huệ đệ nhất ngài mục kiền liên là thần thông đệ nhất đảng tài quan nghiêm hội thượng như manh như lung huống thì hạ ư thử giả cố dân hạ căn tuyệt phật như hai vị này trí huệ thần thông đều là đầy nhất nhưng trong hội qua nghiêm các ngài nghe không hiểu mà cũng chẳng thấy Phạm là người tham gia Pháp hội Hoa Nghiêm Từ kinh điển chúng ta thấy Ngoài hàng Bồ Tát ra Có thanh văn hay không? Có chứ Cũng có duyên giác Còn có thiên thần Thậm chí còn có nhiều vị thần Trong thế gian này đều tham gia Họ là lục đạo Phạm Phu Vì sao có thể tham gia? Ở đây, Kinh đã ban cho chúng ta một khải thị rất lớn. Nói rõ nơi này là cõi phàm thánh đồng kinh. Có nhiều phàm phu trên thực tế là Pháp Thân Đại Sĩ. Ứng quá trong lục đạo, chẳng phải là phàm phu thật sự. Thần cây, thần núi, thần sông, địa thần Địa thần là thổ địa thần Cũng hiện diện trong hội quan nghiêm Đó là gì? Những vị thần ấy toàn là Pháp thân đại sĩ Pháp thân Bồ Tát Là bậc thường thượng, thượng căn thị hiện trong ấy Do vậy có thể biết Chúng sanh càng có khổ nạn chư phật bồ tát thì hiện trong thế gian này càng nhiều nhưng lũ phàm phu mắt thịt chúng ta chẳng nhận biết nếu trong nhân gian không có phật bồ tát nhiều như thế đại địa đã sớm chìm lỉm mất rồi chúng ta nương nhờ phước của các ngài các ngài đang âm thầm giúp đỡ chúng ta nhưng chúng ta không biết Nếu chúng ta có thể hồi tâm hướng thiện Y giáo phụng hành Không chỉ chính mình đắc độ Mà còn có thể giúp đỡ địa cầu Và cũng có thể giúp quá giải tai nạn trong xã hội này Tuy chưa thể quá giải hoàn toàn nhưng tai nạn giảm kinh, Rút ngắn thời gian tai nạn khẳng định sẽ có thể thu được hiệu quả Sau khi chúng ta thâm nhập kinh tạng Quý vị sẽ thấy rõ ràng Minh bạch chuyện này Ở đây Cụ điểm tổ cho chúng ta biết nếu chẳng giống như một truyền liên hay sa lợi Phất Đương nhiên tròn chẳng có phần nơi Pháp môn qua nghiêm này Chí ư tiểu thị chư giáo Đại tiếp quyền tiểu chi cơ Tiểu thị trung đốn viên là hoa nghiêm ngũ giáo So với cách tổ chức nhà trường Thì tiểu giáo như tiểu học Thị giáo là trung học Tiểu giáo thật sự là tiểu thừa Thị giáo là khởi đầu của đại thừa Trung giáo là đại thừa viên mạng Trong đây cũng có rất nhiều tầng lớp 51 tầng cấp Bồ Tát Trung giáo Là kết cục của Đại Thừa Là tầng cao nhất Cao hơn nữa là căn tánh đặc biệt Chẳng phải căn tánh bình thường mà là đốn căn hay duyên căn tiểu thủy chung là các giáo pháp trên đường lối thông thường chúng ta nói là thượng trung hạ ba thừa vì thế các giáo pháp tiểu thừa và thủy giáo nhằm tiếp dẫn các căn cơ quyền tiểu đối ư thượng căn Tác hữu giáo thiện cơ thâm chi thất Diệt bất ứng cơ So với thượng căn Tiểu giáo và thị giáo quá đông cạn Căn khí của bậc thượng thượng căn Quả thật là căng sâu, tâm lớn, lượng lớn. Vì thế, tiểu giáo và thị giáo cũng không ứng hợp căn cơ. Đây là nói về Kinh quan Nghiêm. Ghi bổn kinh chi trì danh niệm Phật Pháp Môn. Thánh Phạm Tề Thâu lợi đồn tất bị. Đó là so sánh giữa Kinh Vô Lượng Thọ và Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Vô Lượng Thọ dùng phương pháp trì danh niệm Phật dễ hơn. Kinh Hoa Nghiêm tu gì? Tu chỉ quán. Trước đây chúng ta từng học Tu qua nghiêm áo chỉ vọng tận và nguyên quán Cách tu trong ấy như thế nào? Ngũ chỉ lục quán Tiểu giáo và thị giáo chẳng thể tiếp nhận Nói cách khác, những pháp đó dành cho người thường thường căn học họ học quan nghiêm mới thụ dụng được chẳng phải là người có căn tánh như vậy mà học kinh quan nghiêm thì chỉ là học văn tự không thể thụ dụng học kinh quan nghiêm mà thật sự thụ dụng niệm phật cầu sanh tịnh độ sanh về tây phương cực lạc thế giới sẽ chẳng thuộc vào cõi phạm thánh cũng chẳng thuộc cõi hữu duyên trực tiếp sanh vào cõi thật báo trang nghiêm khác hẳn đối với phương pháp trì danh niệm phật bậc thánh nhân dự văn thù phổ hiền là thánh nhân quán âm thế chí là thánh nhân đại thánh phàm phu như bà già, ông lão chẳng biết chữ Nhưng tin tưởng Thật sự hành Khi lâm chung cũng có thể giảng sanh Đó là gồm thâu cả thánh lẫn phạm Lời căn Là thường thượng, thượng căn đụng là trung hạ căn. Đối với căn cơ nào Pháp môn này cũng đều thích hợp Vì thế Trong 9.000 năm của thời mạt Pháp Hết thể chúng sanh đắc độ Phải trong cậy vào bộ kinh này Nương theo Pháp môn này Thật sự chết sạch so đo Khăng khăng tu Pháp môn này có một ai chẳng thành tựu Thiền đạo đại sư bảo Dạng người tu Dạng người về Triệt thượng là nêu ví dụ Để nói thì trên là tắc dư phổ hiền văn Thủ Đây là hai vị Đại Bồ Tát trong hội quan nghiêm Phong nền sau lưng chúng tôi là hình quan nghiêm tam thánh Chính giữa là tỳ lô giá na như lai Hai bên là văn thù và phổ hiền Bồ Tát Các đồng học học Phật đều biết Văn thù trí huệ đệ nhất trong hàng Bồ Tát Phổ hiện Bồ Tát Là vị tu hành đệ nhất Giữa các Bồ Tát Một vị là giải môn đệ nhất một vị là hạnh môn đệ nhất Nếu nói theo cách hiện thời Phổ Hiền Bồ Tát thật sự làm Làm thật sự triệt để Thật sự viên mạng Vì vậy hãy nói tới tu hành Hết thảy các vị Bồ Tát đều tôn Phổ Hiền đứng đầu Không ai chẳng tán thắng Hai vị này thường phát nguyện cầu sanh cực lạc. Ở đây, sách đã dẫn bài kệ phát nguyện của các ngài. Trong quyển thứ 39 của Bộ Tứ Thập Quan Nghiêm, Phổ Hiền Kệ Dân, nguyện ngã lâm dục mạng chung thời tận trừ nhất thiết chư chướng ngại Diện kiến bỉ phật a di đà tức đắc giảng sanh an lạc sắc an lạc sắc là tây phương tịnh độ bài kệ của ngài văn thù có ý nghĩa hoàn toàn tương đồng bài kệ do văn thù bồ tát nói mỗi câu gồm năm chữ Nguyện ngã mạng chung thời Diệt trừ chư chướng ngại Diện kiến A-di-đà Giảng sanh an lạc sát Trong phần trước, tôi đã từng thưa bài cùng quý vị. Tôi tiếp nhận pháp môn tình độ, chết sạch so đo. Một mực niệm A-di-đà Phật, cầu sinh tình độ là do đọc hai bài kệ này. Chuyện này đã xưa lắm rồi Tối trước tôi giảng kinh quan nghiêm Có lúc nọ Nghĩ văn thù và phổ hiền tu pháp môn gì Hiện tại đồng tử tu pháp môn gì Bèn trai duyệt kinh về chuyện này Mới biết Văn thù và phổ hiền niệm Phật cầu sanh tịnh độ Thiện tài là môn sinh đắc ý Là đệ tử truyền pháp của giang thuộc Làm sao có thể khác thầy cho được Chẳng thể nào có chuyện ấy Xem kỹ 53 lần tham học Khi ấy 53 lần tham học đã giảng được phân nửa Một mực giảng theo kiểu nuốt trồng quả táo người ta hỏi tôi thiện tài đồng tử học gì tôi đáp không được tôi nghĩ dường như môn nào ngài cũng đều học ngài là một bậc đại thông gia học rộng nghe nhiều thật ra chẳng phải vậy quay trở lại đọc cẩn thận lần nữa mới biết thiện tài đồng tử tu trì danh niệm phật cầu sanh tịnh độ giống như thầy ngài Nói như bây giờ Ngài đã tốt nghiệp từ giảng tòa của Thầy Tốt nghiệp là gì? Đắc căn bản trí sẽ gọi là tốt nghiệp Căn bản trí là gì? Thiền Tông gọi nó là Đại triệt, đại ngộ, minh tâm, chiến tánh Khi ấy Địa vị của Ngài là sơ trụ Bồ Tát của Duyên Giáo Như trong Kinh Hoa Nghiêm đã dạy Ngài chứng đến địa vị này Thầy nói được rồi Ngươi chẳng cần phải trụ tại đây nữa Hãy đi ra ngoài tham học Cũng có nghĩa là trong hội văn thù Ngài đã làm được chuyện này Hai nguyện đầu trong tứ hoàng thể nguyện Chúng sanh vô biên thể nguyện độ Là Đại Bồ Đề Tâm Ngài đã phát Đó là Đại Thừa Đã phát Đại Bồ Đề Tâm Phiền não vô tận thể nguyện đoạn Ngài đã đoạn Đoạn hết kiến tư phiền não Đã đoạn trần xa phiền não Đã đoạn vô binh phiền não Đã thực hiện viên mãn hai điều này sau khi viên mãn, bèn làm như thế nào? Nguyện thứ ba, Pháp môn vô lượng thể nguyện học. 53 lần tham học chính là Pháp môn vô lượng thể nguyện học. Bản thân Ngài học Pháp môn gì? Chính Ngài học tình độ. Thông tin này do đâu mà có? Nhìn vào 53 lần tham học của Ngài. Quý vị thấy thiền tri thức thứ nhất là sơ trụ Bồ Tát. Nếu chính Ngài chưa chứng đắc sơ trụ, sẽ chẳng thể tham học với bậc sơ trụ thấy ngài giới thiệu người hãy đến tham học với tỳ kheo các tường dân người hướng về ngài tỉnh giáo tỳ kheo các tường dân tu ban châu tam muội còn gọi là phật lập tam muội cũng là pháp tu hành thù thắng bậc nhất trong tịnh độ mỗi kỳ tu học trong pháp môn này là 90 ngày trong 90 ngày chớ nên ngủ nghỉ chẳng được ngồi chỉ được phép đứng hay đi cho nên gọi là Phật lập tam muội chuyên niệm A Di Đà Phật cầu sanh thế giới cực lạc mỗi kỳ là 90 ngày thân chẳng khỏe mạnh sẽ không thể tu được tuổi tác đã cao sẽ chẳng có cách nào tu pháp môn này nói chung phải là người tuổi trẻ có thể lực khá ư là khó khăn Ngài thân cận tỳ kheo các tường dân tỳ kheo các tường dân khai thị Giảng giải 21 pháp môn niệm Phật 21 Chẳng phải là con số Mà là viên mãn đại viên mãn Mật Tông nói như vậy Vì thế Kinh Hoa Nghiêm Hiển lẫn mật thấy đều có Hiển mật tông giáo thấy đều gộp trong ấy 21 loại pháp môn niệm Phật ấy nếu triển khai sẽ là vô lượng pháp môn do mười phương ba đời hết thảy chư Phật Như Lai đã nói. Có pháp môn nào chẳng phải là niệm Phật, môn nào cũng đều là. Kinh qua Kim dạy, nhất tức, nhất thiết, nhất thiết, nhất tức. Mới biết pháp môn niệm Phật thù thắng. Quý vị thấy, vừa mới đầu đã nói với quý vị điều này. Trung Quốc lẫn Ấn Độ đều có khái niệm giống như thế Gọi là tiên nhập di chủ Đầu tiên là học pháp môn niệm Phật Chúng ta lại nhìn tới gì cuối cùng Tức gì thứ 53 là thiền tri thức Thứ 53 là phổ hiền Bồ Tát Càng nói rõ rệt hơn Mười đại nguyện dương dẫn về cực lạc Quý vị thấy thiện tài tham học với các thiện tri thức Một vị đầu tiên một vị cuối cùng từ đầu đến cuối là một môn tham nhập một môn vì sao phải tham học tham học nhằm thành tựu hậu đắc trí vì sao nếu quý vị hành bồ tát đạo phải rộng độ chúng sanh căn tánh của chúng sanh thiên sai dạng biệt pháp môn gì quý vị đều biết Chẳng thể không biết Thì quý vị mới có thể đồ hết thầy chúng sanh Vì thế tham học Nhằm để tiếp dẫn chúng sanh Có căn tánh bất đồng Chẳng phải vì mình Vì chính mình thì một câu a di đà Phật Bèn minh tâm kiến tánh đã thành Phật rồi Biểu diễn cho chúng ta xem mà Do vậy trong quá khứ khi giảng học, tôi thường khuyên lên, khích lệ các đồng học. Đối với Tứ Hoàng thể Nguyện, trong thế gian này chúng ta chỉ học hai nguyện đầu. Hai nguyện sau chúng ta chưa làm được. Chúng ta chỉ học hai nguyện trước, hai nguyện sau đến thế giới cực lạc mới viên mạng. Đến thế giới cực lạc, học động, nghe nhiều. Chưa tới thế giới cực lạc Ta cứ thâm nhập một môn Ta dựa vào một môn để ổn thỏa Thích đáng Giữ lấy thế giới cực lạc Sau khi thân cận a di đà Phật Mới bèn học rộng nghe nhiều Hiện thời đừng nên làm như vậy Nếu trong hiện tại mà học rộng nghe nhiều Quý vị sẽ tự khiến chính mình bị lỡ lạc Nếu quý vị phân tâm tinh thần, tinh lực và thời gian sẽ chẳng đủ dùng. Điều thứ hai là quý vị đã bị phân tâm, chẳng thể tập trung tinh thần, ý chí. Nói cách khác, một môn vẫn chưa học tốt đẹp. Thật đáng tiếc lắm. Chẳng thà trong đời này, chúng ta thâm nhập một môn, trường thời quân tu, chính mình quyết định có thành tựu. Đến thế giới cực lạc rồi mới học rộng nghe nhiều ổn thỏa tích đáng phương pháp này tốt đẹp lắm hãy học theo liên trì đại sư ngài đã nói hai câu rất tuyệt diệu tam tạng thập nhị bộ nhượng cấp biệt nhân ngộ ta không làm nhưng cho người khác làm bát giảng tứ thiên bôn Việc nhượng cấp biệt nhân hành Chính chúng ta chỉ đi theo một con đường Trong một đời này chỉ theo một con đường Một phương hướng Một mục tiêu Chết sạch so đo Khăng khăng chấp trì danh hiệu Cầu sẽ tình độ Đó là đúng sẽ thành công Cần gì phải chuốt lấy lắm nỗi phiền phức như thế Khiến cho cái tâm được định Tự tư tự lợi Tiến tâm Lợi dưỡng ngũ dục lục trần tham sân si mạng thấy đều buông xuống phải biết những thứ ấy chướng đạo không chỉ chướng ngài quý vị chứng quả mà còn chướng ngài quý vị khai ngộ cũng như chướng ngài quý vị giảng sanh không buông xuống như thứ ấy quý vị sẽ bị thiệt thòi to lớn Chúng ta học Phật Nếu muốn thành tựu trong một đời này Quyết định phải biết điều này Phải học theo văn thù Học theo phổ hiền Quý vị thấy những vị Bồ Tát này Văn thù Bồ Tát là thầy của bảy vị Phật Học trò đều thành Phật cả rồi Học trò của địa tạng Bồ Tát Lão dân gia thành Phật chẳng thể đếm xiết. Trong Pháp hội tại Đao Lợi Thiên Cung, chúng ta thấy Chư Phật đến từ Mười Vương đều là học trò của Ngài. Điều này đã tạo lòng tin cho chúng ta Hữu như bổn kinh dân Tức là trong phẩm cuối cùng Trong đoạn kinh văn cuối cùng của kinh vô lượng thọ đã chép Phật cáo di lặc Ư thử thế giới Thế giới này là thế giới sa bà Chẳng phải là địa cầu Mà là thế giới sa bà Hữu thất bách nhị thập ức Bồ Tát dĩ tăng cúng dường vô số chư phật thực chúng đức bổn đương sanh bỉ quốc đây là nói về thế giới sa bà là khu vực giáo hóa của thích ca mâu ni phật trong hiện tại hiện thời trên địa cầu mới có 67 mươi bảy ức chưa đến bảy mươi ức chỉ là sáu mươi bảy ức quý vị thấy kinh chép bảy trăm hai mươi ức Bồ Tát thuộc thế giới Sa Bà đó cũng là nói tới lục đạo và mười pháp giới thuộc khu vực giáo hóa của Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong khu vực giáo hóa này, trong giai đoạn pháp dần của Thích Ca Mâu Ni Phật, trong tương lai có 720 ức người niệm Phật giảng sanh Tây Phương cực lạc thế giới. Chúng ta có thuộc trong số đó hay không? tùy thuộc chính mình. Nếu chính mình thật sự tin tưởng, nguyện thiết tha, sẽ thành công trong một đời này. Chẳng cần đợi đến đời sau. Mà thành tựu ngay trong đời này. Bồ Tát cúng dường Phật thành tựu thiền căn chúng ta phải học theo trở nên phớt lờ lời giáo huấn của đức thế tôn các đồng học học tịnh độ dùng gì để cúng dường chư phật chữ chư phật chỉ những ai trong kinh hoa nghiêm đức thế tôn đã bảo chúng ta hết thảy chúng sanh vốn là phật quá khứ phật là những người đã thành phật Chẳng có cách nào tính toán con số ấy Hiện tại Phật Là mười phương thế giới chư Phật Mỗi thế giới có một vị Phật Thế giới vô lượng vô biên, vô tận, vô số Chúng ta đọc phẩm thế giới thành tựu Và phẩm qua tàng thế giới của Kinh Hoa Nghiêm Thấy Kinh nói rất nhiều, rất rõ ràng Đó là hiện tại Phật Còn vị lai Phật thì sao? Vị lai Phật là hết thảy chúng sanh. Hết thảy chúng sanh trong tương lai sẽ đều thành Phật. Những loài bay, bò, ngọ ngoài, rùi, nhặn, kiến đều có thể thành Phật, cho nên kinh dạy chúng. Chúng rất thông minh, có linh tánh, người học Phật phải xem chúng như Bồ Tát, chúng sẽ vô cùng hợp tác với chúng ta. Trong mười mấy năm gần đây nhất, chúng tôi có thể trò chuyện, trao đổi với các tiểu động vật. Chúng ta cùng chung sống Chẳng tổn hại lẫn nhau Thật sự có thể đối xử hòa thuận với nhau Đối đãi bình đẳng Đấy là cúng dường Trong cúng dường Quan trọng nhất là cúng dường Bằng cách y giáo phụng hành Chúng ta thật sự tu tập Nêu gương cho chúng sanh Họ thấy Họ cũng nghe Hiểu Chúng ta tu tập Chúng sanh cũng cùng tu tập với chúng ta Ngay cả những loài tiểu động vật bay, bò, ngọ ngoại Cũng không phải là ngoại lệ Chúng đều có linh tri đứng trên phương diện tâm thức của chúng ta để nói, chúng nó cũng thọ tưởng hành thức, phải đối xử tốt đẹp với chúng. Chúng ta gọi chúng nó là Bồ Tát, gọi chúng nó là Bồ Tát kiến, kiến sẽ rất vui vẻ bảo con người rất tôn trọng chúng ta, gọi chúng ta là Bồ Tát. Nó có thể hiểu chứ chẳng phải không hiểu. Chúng ta làm việc ở đây đây Chúng nó nhiễu loạn chúng ta Chúng ta mời chúng nó rời khỏi Đừng trở ngại chúng ta làm việc Chúng nó bèn bỏ đi rất nghe lời Kiến đều bỏ đi hết Còn có hai ba con cớ sao hai ba con bò tới bò lui trên bàn thật vì sao chúng không đi ban đêm có một pháp sư nhỏ tuổi nằm mộng được kiến nói cho biết chúng nó đang tuần tra xem còn có con nào chẳng đi kiến nói chúng nó có nhiệm vụ hình như bốn con kiến tuần tra vì thế chúng ta cho nên trách làm chúng về sao chúng tôi đều biết kiến thảy đều đi hết còn có mấy con ở lại để tuần tra như vậy là các tiểu động vật có tánh thông linh không chỉ động vật mà thực vật cũng chẳng phải là ngoại lệ cây cối hoa cọ chúng ta trồng nhiều rau trong giường chúng đều thông suốt thông hiểu tình cảm của con người Do vậy, phạm vi của 720 ức Bồ Tát rất rộng. Đó là những kẻ có duyên với Phật, thiện căn sâu dày. Thiện căn sâu dày ấy do đâu mà có? Do trọng tu cúng dường. Phổ Hiền Bồ Tát chỉ dạy chúng ta lễ kiến chư Phật, khen ngợi Như Lai, trọng tu cúng dường, sám trừ nghiệp chứng quý vị thực hiện tốt đẹp bốn khoa này nghiêm túc thực hiện sẽ thành tựu thiền căn thực chúng đức bổn lễ tiết rất trọng yếu không thể phớt lờ lễ phép với người khác người ta sẽ vui vẻ người khác lễ phép đối với ta ta cũng rất vui vẻ bởi lẽ con người có cùng một tâm này tâm cùng một lý này đầu tiên là lễ kính chư phật từ nội tâm phát sanh tâm cung kính quan trọng nhất là cung kính đối với ai đối với vị lai phật tức là đối với hết thể chúng sanh phải có tâm cung kính trở nên coi trẻ Quý vị kinh mạng là trật rồi Chẳng tôn trọng người khác là chuyện nhỏ Tổn hại đức hạnh của chính mình là chuyện lớn Tánh đức của chính mình chưa thể hiện tiền Sinh ra chướng ngại Đó là ngạo mạn cuồng dòng, tự đại gây chướng ngại cho tánh đức và thiện căn của chính mình. Do vậy, đầu tiên Đức Phật phải dạy chúng ta chuyện này. Nho già cũng giống như vậy. Quý vị đọc lễ ký, vừa mở sách ra, mở đầu là khúc lễ viết, vô bất kính. Có cùng một ý nghĩa với lễ kính chư Phật. Kinh Mân Côi của Đạo Thiên Chúa là khóa tụng sớm tối của họ. Tôi đã từng giảng kinh này. Để CD, DVD, ghi lời giảng của tôi được lưu thông trong Đạo Thiên Chúa. Đoạn thứ nhất của kinh ấy nói về sự khiêm tốn, nhún nhường. Thánh mẫu Maria khiêm nhường. Mẹ Chúa Giêsu đối với hết thảy mọi người đều khiêm hạ nhún nhường cung kính đức bà đã điêu gương tốt tấm gương của đức bà chính là lễ kính chư phật khen ngợi như lai như trong phật pháp đã nói chúng ta phải học theo ngài cổ tánh tiên hiền của trung quốc dạy chúng ta Hãy ẩn ác, dương thiện. Người khác có chuyện gì tốt đẹp, chúng ta phải tán dương, phải ca ngợi. Người khác phạm lỗi làm gì, tròn chẳng nói tới. Quyết định cho nên ghim trong lòng. Đó gọi là tu hành, học Phật. Vì sao? chúng ta học phật rốt cuộc là học gì tịnh độ tu gì vậy tựa đề của kinh đã nêu ra cương lãnh tu học cho chúng ta tu tâm thanh tịnh trong tựa đề kinh có thanh tịnh bình đẳng giác đấy là tổng cương lãnh tu học của tịnh tông Chúng ta thường muốn nghiêm khuyết điểm của người khác trong lòng, biến cái tâm của chính mình thành thùng rác cho người khác. Làm sao quý vị có thể đạt được thanh tịnh? Nếu quý vị đạt được tâm thanh tịnh, thì tâm thanh tịnh là sự giết tâm bất loạn. sanh về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới chẳng thuộc cõi động kinh mà sanh vào cõi phương tiện hữu dư phẩm gì được nâng cao với một mức độ to lớn nếu quý vị hiểu rõ đạo lý này thông hiểu chân tướng sự thật này có còn ghim những sai quấy của người khác trong tâm mình nữa chăng sẽ bị thiệt thòi to lớn Tạo thành lỗi lầm to lớn Thường nghĩ tới khuyết điểm của người khác và quý vị có thể giảng sanh Chỉ sanh vào cõi phạm thánh đồng cư Phẩm gì chẳng cao Vì thế các tịnh tông đồng học chúng ta hiểu rõ rồi Quyết định chẳng làm chuyện ngốc nghếch Ai đấy đều biết ẩn ác dương thiện Kẻ làm ác Có lương tri sẽ nghĩ Ta làm ác Người khác đều tha thứ Cũng không đã đồng tới ta Ta làm một tí chuyện tốt Họ đều tán dương Từ từ đánh thức lương tâm của kẻ ấy Hắn bèn sửa đổi Quý vị đã giúp cho một người quay đầu là bờ Chúng ta hãy cẩn thận quan sát dụng tâm của chư Phật Bồ Tát Sẽ dần dần hiểu rõ Muốn học tập Phật thật ra đối với những kẻ làm nhiều chuyện làm lỗi chúng ta gặp họ dùng tâm thái gì để đối đãi họ nếu dùng tâm thái của phật cảnh giới của chúng ta sẽ được nâng cao bởi lẽ những người ấy làm lành hay làm ác cũng đều là thiền tri thức của chúng ta đều có thể giúp cho chúng ta tiến bộ hơn nho gia nói tam nhân hành tất hữu ngã sư ba người ấy là ai vậy chính mình là một còn một người lành một kẻ ác hai người ấy đều là thầy của ta ta trông thấy người lành nghĩ ngợi Người ta có thiện hạnh, ta có hay không? Nếu ta không có, hãy học tập theo người ấy. Nếu đã có, thì phải giữ gìn. Kẻ làm ác cũng là thầy của ta. Ta trông thấy, hãy suy nghĩ, ta có phạm lỗi lầm ấy hay chăng? Hãy có về sửa đổi. Nếu không, hãy càng thêm gắng sức. Kẻ làm ác còn có ích cho chúng ta hơn người làm lành. Vì sao? trong khi tu sám hối chứ gì sẽ thấy ta kiệm không được khuyết điểm của chính mình dường như chính mình chẳng có khuyết điểm nào thấy người khác toàn là khuyết điểm chẳng thấy mình có một khuyết điểm nào hết quý vị có thể phát hiện khuyết điểm của chính mình như thế nào thấy khuyết điểm của người khác hãy hội quan phản chiếu xem ta có khuyết điểm ấy hay không sẽ tìm ra đó là đại ân nhân Chân thiền tri thức của chính mình Người ấy giúp quý vị sửa đổi Quý vị có thể nào chẳng cảm ơn người ấy hay chăng? Quý vị còn nói những điều sai quấy của kẻ ấy Đó là dòng ân phụ nghĩa Hãy cảm kích tri ân Báo ân người ấy Thường hồi hướng công đức tu học của chính mình cho người ấy nếu không có người ấy làm sao ta có thể tiến cao hơn nếu không do người ấy làm sao biết chính mình còn có khuyết điểm do vậy trong đàn kinh lục tổ đã nói rất hay nếu người thật sự tu đạo chẳng thấy lỗi người khác không có lỗi giống như diễn tuồng người ấy đóng vai phản diện nhằm nhắc nhở ta đâu phải là người ấy thật sự có khuyết điểm chúng ta đối đại với người ấy như bồ tát người ấy không có khuyết điểm hành vi của người ấy đã giúp đỡ ta khiến cho ta phát hiện lỗi lầm của chính mình chúng ta dùng tâm thái này đó là bồ tát tâm là bồ đề tâm Tổ sư đại đức bảo kẻ quên mất bồ đề tâm dẫu tu hết thể thiện pháp vẫn gọi là ma, chẳng phải là phật. Chắc chắn phật chẳng thể rời khỏi bồ đề tâm. Chúng ta phải học tập điều này, thời thời khắc khắc. Đừng quên gieo trồng các cội đức Kê hạ Tắc quán kinh trung Ngũ nghịch thập ác Lâm Trung đắc ngộ thiện hữu giáo dĩ niệm Phật Thập niệm thành công Diệt sanh bỉ quốc Chuyện này là thật trong trình độ thánh hiền lục giảng sanh truyền đã ghi chép những sự tích của cổ nhân nếu chúng ta hơi lưu ý sẽ thấy trong hiện tại cũng có chính chúng tôi mắc thấy tai nghe Trước kia tôi ở qua phủ của nước Mỹ tức Washington DC Có một Hoa Kiều Tức là người Trung Quốc Đó là ông Châu Quảng Đại Người này chẳng phải là ngũ nghịch thập ác Mà là người tốt, thiệt nhân Nhưng cả đời chẳng tin tôn giáo Tôn giáo nào cũng không tin Người này tâm địa thiện lương rất tốt bụng Ông ta bị ung thư Khi sắp mất Nhà thương đã ngừng trị liệu Bảo thân dân đưa về nhà Khi ấy người nhà đi khắp nơi cầu thần bái Phật Xem có kỳ tích nào xuất hiện hay không đó gọi là gặp chuyện bèn ôm chân Phật Tìm được hội Phật giáo của chúng tôi Khi ấy ở Hoa Phủ Có hội Phật giáo mang tên Hoa Phủ Phật Giáo Hội Thành lập chưa được bao lâu Do mấy đồng học tịnh độ thành lập một hội như vậy Mời tôi làm hội trưởng Tôi quen biết với lão cư sĩ Hoàng Điệm Tổ ở nơi ấy Có mấy đồng tu đến trợ niệm cho ông ta Nhìn bộ dạng của ông ta đúng là bó tay Bèn khuyên nhủ, hướng dẫn Nói đời người cổ sở Cần gì phải lưu luyến Hãy buông xuống dạng duyên Nhất tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ Giảng giải và giới thiệu thế giới cực lạc cho ông ta nghe Người này có thiện căn, Thiện căn ấy chính là thiện căn trong đời quá khứ nhưng trong một đời này ông ta chưa gặp thiện duyên đến lúc này mới gặp gỡ ông ta nghe xong bèn vui vẻ tiếp nhận bảo người nhà đừng đến khắp nơi tìm cách trị liệu cho ông ta nữa không cần cả nhà hãy giúp ông ta niệm phật cầu giảng sanh Căn bệnh của ông ta đau đớn lắm Như ý niệm vừa chuyển Chẳng còn đau đớn nữa Chẳng còn đau khổ nữa Vui vẻ cùng niệm Phật với mọi người Ba ngày bèn ra đi Đúng như Kinh đã dạy Nhược nhất nhật Nhược nhị nhật Nhược tam nhật Chẳng sai Niệm ba ngày đêm Ông ta bèn ra đi Khi bất có tướng lành Toàn thân mềm mại Khi quả tán Có xá lợi Đây là một người chẳng tin tưởng tôn giáo Lâm chung gặp thiền hữu bèn thành công Dẫu đã tạo tội ngũ kịch thập ác Có thể cứu được hay không? Có thể cứu được Trong phần sau của 48 nguyện có một câu Nếu kẻ ấy chẳng tin Sẽ không thể cứu kẻ tạo ngũ nghịch thập ác khi lâm chung có tính tâm và nguyện tâm kiên định vẫn có thể cứu được như ngẫu ích đại sư đã nói điều kiện quan trọng nhất để có thể giảng sanh tây phương cực lạc thế giới hay không là do có tính nguyện hay không thật sự có tính nguyện chắc chắn được giảng sanh Phẩm gì cao hay thấp Là do công phu niệm Phật của quý vị sâu hay cạn Lời ấy rất có lý Niệm đến mức tâm thanh tịnh Nếu chúng ta dùng tựa đề kinh để nói Thì niệm đến mức tâm thanh tịnh bèn sanh vào cõi phương tiện hữu dư Niệm đến bình đẳng giác Sẽ sanh vào cõi thật báo trang nghiêm bình đẳng giác là lý nhất tâm bất loạn thanh tịnh tâm là sự nhất tâm bất loạn chúng ta phải nỗ lực hướng đến mục tiêu này bình đẳng là gì chẳng có tâm phân biệt thật sự giác ngộ tâm phân biệt đã chẳng có lại nâng cảnh giới lên cao hơn thành nhập pháp môn bất nhị. Tấn tướng bất nhị, xử lý bất nhị, sanh Phật bất nhị. Người ấy sẽ sanh vào cõi thật báo. Đến thế giới cực lạc, qua nở thấy Phật. Có thể thấy pháp môn này thù thắng khôn sánh. Tiếp đó sách viết Khả kiến bổn kinh nải quảng thâu dạng loại Phổ bị tam căn chi a già đà dược Năng vũ dạng bình a già đà Là tiếng Ấn Độ Giống như người Trung Quốc nói tới dạng ứng đa Thuốc này bệnh gì cũng điều trị được Chắc chắn có lợi Chứ không có hại gì Đây là nói bộ kinh này có căn cơ nào cũng đều phù hợp Bậc thượng thượng căn như văn thù phổ hiền hạ hạ căng là kẻ tạo ngũ nghịch thập ác chỉ cần quý vị có thể tin tưởng chịu phát nguyện chắc chắn được giảng sanh chẳng thể nghĩ bạn khi lâm chung có thể tin có thể nguyện tôi nghĩ đó cũng chẳng phải là ngẫu nhiên mà do người ấy có túc thế nhân duyên người ấy có đời quá khứ tuy trong một đời này không có duyên gặp gỡ nhưng trong đời quá khứ chắc chắn đã từng học phật chắc chắn đã tu pháp môn này do vậy khi lâm chung gặp thiền hữu nhắc nhở chủng tử trong a la gia của người ấy bèn lập tức khởi hiện hành chẳng phải là ngẫu nhiên Vì thế, nay chúng ta hãy giúp những kẻ không tin gieo chủng tử. Giúp kẻ không tin gieo chủng tử bằng cách nào? Trong hết thảy thời, hết thảy chỗ, tay cầm tràng hạt, miệng niệm A-di-đà Phật, đó là gieo chủng tử cho chúng sanh. Trên đường đi, quý vị vừa đi vừa niệm Phật. Người bên cạnh hữu ý hay vô tình nghe thấy Đã gieo chủng tử vào a la gia thức Kết duyên với định độ tông Chủng tử ấy gọi là chủng tử kim căng Diễn diễn bất hoài Trong đời kế tiếp hoặc đời sau gặp duyên Chủng tử ấy sẽ khởi hiện hành, khởi tác dụng Do vậy nói Người xuất gia dẫu bất hảo Nói trắng ra là người xuất gia ấy phá giới Công đức vẫn to hơn quý vị Vì sao? Người ấy mặc y phục Biểu thị cho hình tượng Phật giáo Vừa đi ra ngoài người ta trông thấy Đã do chủng tử và ấn tượng nơi Phật Quý vị chẳng có năng lực ấy Được nhiều lắm Quý vị nói xem Trong một đời này người ấy đã gieo căn thiện cho bao nhiêu người hãy nên tôn kính người xuất gia dẫu người ấy có phá giới đi nữa là do đạo lý này xưa kia tôi dạy học trong nhà trường dạy tại đại học mấy năm dạy khoảng 5 năm tôi bảo các đồng học khi ấy các đồng học trong nhà trường dường như cảm thấy học phật sẽ bị kẻ khác chê là mê tín khó chịu lắm nên lén lúc học phật tôi bảo họ các vị phải tránh đại quan minh mà học phải phổ độ chúng sanh tay đeo sâu chuỗi đừng sợ kẻ khác cười dẫu người ta có cười nhà quý vị anh xem gã bạn học đó bê tín quá chừng tuy nói các vị bê tín chúng tử phật của người ấy đã được giao xuống rồi đó là chuyện tốt đâu phải là chuyện xấu trên bề sách học dùng trong nhà trường đều có đề tên. Tôi nói, quý vị đừng viết tên họ của mình, mà hãy ghi a di đà Phật. Người ta trông thấy cuốn sách ấy bèn niệm a di đà Phật. Quý vị thấy đó, chẳng phải là lại độ được một người hay chăng? Rất nhiều đồng học thật sự sử dụng phương pháp này của tôi. Về sau, dần dần trở thành một phong cách. Vì thế, phương tiện thiện xảo rộng độ hữu tình. Nếu chúng ta hiểu đại đạo lý, đại dân duy ở đây, sẽ đối với người xuất gia, đối với người niệm Phật khởi tâm cung kính. Hình tượng họ đã biểu lộ cũng nhằm biểu thị Pháp công đức thù thắng khu sinh. Cuối cùng, cố bổn kinh dân, trị tư kinh giả, tùy ý sở nguyện, Giai khả đắc độ. Cụ Hoàng dùng câu nói này để tổng kết đoạn này. Gặp bộ kinh này thì là gặp gặp gỡ bộ kinh này tùy theo ý nguyện của quý vị đều có thể đắc độ ý nghĩa của tùy ý vô cùng rộng đây là như trong phật môn đã nói phật thì môn trung hữu cầu tất ứng tùy ý sở nguyện là có cầu ắt ứng quý vị cầu gì được đấy cầu thế giới cực lạc quý vị được thế giới cực lạc cầu thấy a di đà phật quý vị sẽ có thể thấy a di đà phật cầu thành phật được thành phật cầu thành bồ tát quý vị thành bồ tát tiếng tâm lợi dưỡng trong thế gian này cũng giống như thế nhưng đó là những chuyện lông gà giỏ tỏi nhỏ nhặt quý vị cầu điều gì đều có thể cầu được chẳng hề có chuyện không cầu được nhưng quý vị nhất định phải giác ngộ Chẳng thoát khỏi lục đạo Sẽ vĩnh viễn chẳng thể lìa khổ Lục đạo khổ lắm Nhân thiên là thiện đạo Thiện đạo mà còn khổ dường ấy Huống chi ác đạo Quý vị phải chú tâm quan sát Hiện thời súc sanh có khổ hay không Đặc biệt là gia súc Hiện thời nếu quý vị đầu thai trong đường súc sanh Biến thành một con lợn hay một con gà Hoặc một con vịt Quý vị thấy hiện thời lợn, gà, vịt, thậm chí bò Loại bò chuyên nuôi để lấy thịt nhìn vào tình trạng sống của chúng từ lúc đẻ ra cho đến khi xuất chuồng được nuôi lớn trong chuồng một chuồng nhốt quá nhiều xoay mình cũng chẳng thể xoay được cuộc sống trước khi bị giết của chúng là như thế này suốt đời bị nhốt chặt đến khi bị giết quý vị nói thử xem tâm tình của chúng ra sao Chúng có quán hận hay chăng? Có người có cùng cái tâm này Tâm có cùng lý này Người về súc sanh chẳng khác Chúng nó quán hận bất bình Quán hận nên thời của chúng có chất độc Có rất nhiều nguồn bệnh Đó là lý do vì sao hiện thời ăn thịt bị bệnh nhiều như vậy Cổ nhân Trung Quốc đã nói Bệnh tùng khẩu nhập Quả tùng khẩu xuất đó là chân lý hiện thời không chỉ thịt chẳng thể ăn đó là thứ độc địa mà ngay cả đồ chay trong hiện tại cũng biến thành chất độc rau dưa có phân hóa học và thuốc sát trùng người thế gian khổ quá Đừng nên lưu luyến thế gian nữa Giảng sanh sớm một ngày Là sớm được giải thoát một ngày Lưu luyến thế gian là sai lầm Chúng ta niệm Phật Phật còn chưa đến tiếp dẫn chúng ta chứng tỏ nghiệp báo của chúng ta chưa tiêu hết nghiệp chứng chưa tiêu trừ để tiêu trừ nghiệp chứng phải cậy vào ai để tiêu trừ nghiệp chứng dựa vào chính mình chẳng có người nào khác giúp đỡ được tiêu bằng cách nào ta có thọ mà, trong mạng ta còn bước báo chẳng cần nữa Hãy bỏ sạch. Chứ Ngài sẽ chẳng còn. Phật sẽ đến tiếp dẫn quý vị. Nếu quý vị phát tâm Đại Thừa, hết thảy đều từ bỏ. Hiện thời vẫn còn thân thể Hãy lợi dụng cái thân này Để giúp đỡ các chúng sanh cổ nạn nhiều hơn Phiên à, dạy họ Giúp đỡ họ Dẫn theo những người ấy giảng sanh Đó là chuyện tốt Chẳng có gì Phật Bồ Tát nào chẳng tán thành Sinh tử tự tại Muốn đi lúc nào bèn đi lúc đó Chẳng dướng mắt tí ti nào Càng tốt đẹp hơn chúng ta thấy con người trong thế gian đáng thương quá tai nạn nhiều như thế đó chúng ta biết có tai nạn do đâu mà biết từ kinh điển nhà phật trong kinh điển đức phật thường nói hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng đó là chân lý Người trên thế giới suy tưởng gì? Phim 2012 đã được chiếu trên toàn cầu. Sau khi phim ấy được phát hành, ai nấy đều nghĩ đến tai nạn. Dẫu không có tai nạn, tai nạn vẫn cứ xảy tới. Do tâm tưởng mà. Vì vậy, tôi xem bộ phim ấy xong, nói, đó là ý trời. Có hai tác dụng, một là dạy con người hãy đề cao cảnh giác Đoạn ác tu thiện Đừng tạo tội nữa Đó là giúp chính mình Thành tựu chính mình Mặt khác sinh lòng sợ hãi hàng ngày nghĩ đến tai nạn Không có tai nạn mà do ta suy niệm Nên tai nạn sẽ tới Hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng mà Tôi xem bộ phim mấy xong đã bảo rất nhiều đồng học Đó là ý trời Đại khái con người hiện thời tạo tội nghiệp Nhưng không có cách nào trị được Pháp luật cũng chẳng trị được Quốc gia cũng chẳng trị được Tổng thống, hoàng đế cũng chẳng trị được Làm sao đây? Chỉ có ông trời ra tay Ông trời ra tay trừng trị Là tay hòa thiên nhiên Như chúng ta thường nói trong hiện thời quả thật rất đáng sợ vậy thì phải hỏi có thể quá giải tai nạn hay không nói theo phật pháp câu trả lời là khẳng định chỉ cần hồi tâm hướng thiện đức phật dạy chúng ta hai câu đó là câu khẩu đầu thiền trong phật môn cần tu giới định huệ tức diệt tham sân si tai nạn sẽ quá giải Nếu quý vị thật sự làm Sẽ thật sự hữu hiệu Sẽ thấy hiệu quả ở chỗ nào Từ chính mình Chính mình có tai nạn Có bệnh khổ Nếu quý vị tuân theo phương pháp này để tu hành Bệnh khổ sẽ được lành Nghiệp chứng cá nhân sẽ tiêu Nghiệp chứng đã tiêu rồi Thân thể khôi phục sức khỏe Đó gọi là Tướng do tâm sanh, cảnh tùy tâm chuyển. Trong Kinh, Đức Phật thường nói như vậy. Tướng mạo của quý vị thuận theo ý niệm mà chuyển biến. Sức khỏe cũng giống như thế. Tâm địa của quý vị sẽ là thiện niệm, sẽ khỏe mạnh. Trường thọ, nếu trong tâm là tình niệm, càng khỏe mạnh trường thọ. Tâm lẫn hành điều thiện Hoàn cảnh cư trụ của ta sẽ chẳng có tai nạn Dẫu ở nơi ấy người tạo tác ác nghiệp rất nhiều Nhưng có một ít người đang tu thiện Tuy nơi ấy có tai nạn thì cũng nhẹ nhàng Chẳng có nghiêm trọng Cổ Đức từng nói Giữa một trăm người có một người tu thiện 99 người kia đều hưởng lây Một phần trăm đấy nhé Lời này là thật đấy, chẳng giả đâu Chúng ta lại xem tiếp đoạn kế Thượng Minh Bổn Kinh Quản ứng quần cơ Nhi kỳ ân đức du tham ư Ngã xài phạm phu Nói theo hiện thời xài là đẳng Ngang hàng Ngã xài là những kẻ cùng hàng với chúng ta Trong phần trước đã nói về ứng cơ Trong đoạn này luận về công đức Đương kim mạc pháp Chúng sanh phước huệ thiển bạc Cấu chướng thâm trọng duy lại thử phương tiện pháp môn đảng bằng tính nguyện kỳ danh tiện năng công siêu lũy kiếp giảng sanh cực lạc kính đăng bất thoái chúng ta học đến chỗ này tiểu đoạn này nói đến chúng ta trong hiện tại cụ hoàng niệm tổ là người đương đại đã giảng sanh chưa lâu khi trước mỗi năm tối thiểu tôi sang bắc kinh một hai lần chẳng vì chuyện gì khác mà chỉ nhằm đến gặp cụ sau khi cụ đã mất tôi còn đến thăm một lần gặp con gái và học trò cụ đoạn văn này nói về chúng ta trong hiện thời người hiện thời thật sự phước mỏng huệ cạn chẳng có trí huệ mà cũng không có phước báo nói cách khác chúng ta phiền não tập khí sâu nặng cấu là nhiễm ô Chướng là nghiệp chứng Chúng ta tạo tác nghiệp chiến bất thiện Vì sao sinh ra chuyện này? Đối với tiêu chuẩn thiện ác Chúng ta không biết Nói chung cứ tưởng chính mình luôn làm đúng Không biết chính mình đã làm lỗi, làm ác Vì thế chúng ta quan sát cẩn thận sẽ thấu hiểu Đừng xét nét người khác Hãy xét nét chính mình Thời trước Khi còn trẻ tôi giảng kinh Thường nhắc tới khóa tụng buổi sáng mục đích của khóa tụng buổi sáng là gì nhắc nhở chính mình ngày hôm nay ta đừng quên mất giáo huấn của đức phật hãy thường đề cao cảnh giác y giáo phụng hành đó là quý vị thật sự tụng niệm khóa sáng chúng tôi đã từng biên tập lại nghi thức tụng niệm của cổ nhân Nghi thức do cổ nhân biên soạn có quá nhiều chú ngữ. Hiện thời người ta tùng chẳng hiểu rõ ý nghĩa của chú ngữ, cho nên không đạt được hiệu quả. Do vậy, chúng tôi tuyển chọn ấn định kinh văn bản mới dành cho các đồng học tịnh tông chúng ta. Các đồng học tịnh tông có triêu mộ khóa tụng bản do tôi biên tập. Kinh văn đế điểm cho buổi sáng là phần 48 nguyện trong kinh vô lượng thọ. Trong khóa sáng hãy suy nghĩ a di đà Phật đã phát 48 nguyện Ta có phát hay không? Đối chiếu với chính mình Mong muốn biến 48 nguyện ấy Thành bổ nguyện của chính mình Tâm nguyện của chúng ta Và a di đà Phật tương đồng Với khóa tối Chúng tôi chọn phần kinh văn Từ phẩm 32 đến phẩm 37 Đoạn kinh văn ấy giảng điều gì? và chúng ta trì giới phản tỉnh sửa đổi sám hối dùng phần này để làm khóa tối trong khóa tối phải thật sự phản tỉnh kiểm điểm sửa lỗi khóa tùng đối với chúng ta mới có lợi ích luôn chọn lựa kinh vô lượng thọ là pháp phương tiện chuyên tu khóa sáng niệm kinh vô lượng thọ khóa tối cũng niệm kinh vô lượng thọ chuyên tu mà bọn chúng ta không có nhiều thời gian như thế bèn trích lục những phần kinh văn trọng yếu trong kinh vô lượng thọ để sớm tối nhắc nhở chính mình mục đích không gì chẳng nhằm tiêu nghiệp chướng xa lìa phiền não tập khí chúng ta học phật mới có thể công phu đắc lực nếu quý vị chẳng nhớ kinh văn chưa thể lý giải quý vị tu tập bằng cách nào Quá giải tai nạn hiện tiền hiện thời tai nạn rất nặng trên khắp thế giới có ai chẳng tạo nghiệp tạo nghiệp gì vậy vừa bởi kinh thập thiện nghiệp đạo ra quý vị sẽ biết ngay hoàn toàn trái phạm đúng là ngũ nghịch thập ác thập ác là gì sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối nói đôi chiều ác khẩu nối theo dịch tham lam sân khỏe ngu si. Quý vị nói thử xem, trong thế gian hiện thời ai chẳng tạo, ngay cả trẻ nhỏ cũng tạo. Trẻ nhỏ tạo bằng cách nào? Trẻ nhỏ học từ tivi Mỗi ngày xem tivi tivi sẽ dạy chúng nó. Đi học tại Trung Quốc tôi không biết. Chứ ở ngoài quốc, một lớp tiểu học đã cho dùng computer thông tin từ computer rất nhiều điều gì chúng nó cũng đều học xong luôn tạo thập ác tạo thập ác sẽ có hành vi ngũ nghịch xuất hiện giết cha giết mẹ giết thầy giết a la hán cũng giống như giết thầy Đây là xã hội hiện tiền của chúng ta. Càng nghĩ càng đáng sợ. Càng nhìn càng đáng sợ. Trong đời chúng ta đây, còn có thể duy trì tình trạng trước mắt. Chứ 20 năm sau sẽ làm như thế nào đây? Ai có năng lực duy trì trật tự xã hội? Chẳng có ai hết. Tổ tiên chúng ta thường nói Đến khi con người trị không được Cha mẹ không quản được con cái Pháp luật không quản được dân Thượng Thiên sẽ ra tay Khi Thượng Thiên can thiệp sẽ là tai nạn Cả đống tai nạn thấy đều xuất hiện Vì vậy Cứu vớt thế giới Nó thật sự Là kinh vô lượng thọ Trong Đại Thừa Phật Pháp Trên này hữu hiệu nhất Pháp môn này đúng là pháp môn phương tiện Đảng bằng tính nguyện trì danh Ba điều kiện này Thật sự tin Mãi mai hoài nghi cũng chẳng có Thật sự nguyện giảng sanh Tì danh là niệm Phật Thật sự làm Trong 12 thời Một câu a di đà Phật Chẳng gián đoạn Vài ngày trước Cư sĩ Lưu Tố Dân Từ miền Đông Bắc Đến chỗ này báo cáo Nói suốt mười mấy giờ Người này là như thế nào Là người thật sự làm Lúc năm 59 tuổi Bà ta bị bệnh nặng Người phương Bắc Đều biết căn bệnh nghiêm trọng này Hồng Bang Lan Sang Bệnh này thì hầu như chẳng thấy nào trị lành y học trung quốc lẫn tây phương đều chẳng có cách nào chữa trị bà ta có nhiều bạn bè mắc bệnh này họ đều mất cả rồi bà ta bị bệnh này tính nguyện trì danh đối với A Di Đà Phật, đối với thế giới cực đạt, chẳng có mảy may hoài nghi nào. Coi nhẹ sanh tử, nhất tâm nhất ý muốn cầu sanh tịnh độ. Bác sĩ cho bà ta biết, cũng là nói thật, bệnh của bà chẳng có hy vọng gì, bà phải chuẩn bị tâm lý, vì có thể chết bất cứ lúc nào. Bà ta cười hì hì. Nếu tôi chết, A Di Đà Phật sẽ đến đón tôi. Tôi về thế giới cực lạc Thế giới cực lạc là quê nhà của tôi Tôi chẳng sợ hãi tí nào Bà ta lành bệnh Bác sĩ cảm thấy lạ là quá Làm sao lành bệnh được Bà ta nói do niệm Phật mà lành bệnh Cả ngày từ sáng đến tối Là một bộ kinh vô lượng thọ Toàn là a di đà Phật Bà ta còn nghe kinh Nghe kinh vô lượng thọ Nghe CD, DVD rất công dụng. Trong bài báo cáo, bà ta nói mỗi ngày nghe một đĩa. Đó là bài giảng của tôi trong thổi trước. Mỗi đĩa dài một giờ. Mỗi ngày nghe mười tiếng. Mỗi đĩa nghe mười được. Nghe rất thuần thục. Niệm kinh vô lượng thọ. Nghe kinh vô lượng thọ. Niệm A-di-đà Phật lành bình. Bác sĩ tin lời bà ta Bà ta có ưu điểm lớn nhất mà chúng ta chưa làm được Là cả đời chẳng nói dối Con người vô cùng trung hậu, thật thà Chẳng dối gạt người khác Câu đào cũng đều là nói thật Năm nay bà ta 66 tuổi Do tôi xem đĩa CD, DVD phỏng vấn được thâu vào ngày 4 tháng 5 năm 2003 dài nửa tiếng do đài truyền hình phỏng vấn nên tôi nghĩ bà ta đã nhiều tuổi như thế người này có còn sống hay không tôi bảo các đồng học bên hương cảng hỏi thăm biết người này còn sống họ còn tìm được số điện thoại của bà ta nữa tôi liền gọi điện thoại cho bà ta khi ấy tôi đang chữa răng tại đài loan đã nghe tin tức như thế nói chuyện điện thoại Bà ta rất căng thẳng và cũng rất kinh ngạc. Tôi hỏi bà có khỏe không? Thân thể như thế nào? Tốt lắm. Mỗi năm một khỏe hơn. Tôi đừng mời bà ta sang hương cản gặp mặt. Đúng là khỏe lắm. Quý vị thấy, giảng mười mấy tiếng đồng hồ ở chỗ chúng ta. Sau khi giảng xong, hướng tiểu lị mời bà ta sang thăm quyến. Ở thăm quyến, bà ta rất cực nhọc. Mỗi ngày giảng gần như sáu tiếng lại còn phải trả lời thắc mắc của người khác Mỗi ngày giảng 8 tiếng Giảng hai ngày phải quay về Do bốn chữ Đến nguyện trì danh Bà ta hết bệnh Sống khỏe mạnh Và hạnh phúc dường ấy Tôi giảng kinh đã nhắc tới chuyện này vài lần Nay bà ta đã trở thành người nổi tiếng rồi Rất nhiều nơi mời bà ta đến giảng diễn bà ta là người hết sức hướng nội tôi bảo bà ta hiện nay bà chưa thể tốt lành cho riêng mình được hiện thời phải làm cho cả thiên hạ cũng phải tốt lành phải đến khắp nơi quảng pháp phải đi giúp đỡ người khác bà ta cũng rất khó có phật bồ tát dạy ta làm như thế nào ta bèn làm như thế ấy bốn chữ ấy trọng yếu lắm chúng ta nắm chắc bốn chữ này sẽ giải quyết vấn đề trong một đời này chắc chắn sinh về tình độ tiền năng công, công siêu lụy kiếp lời này là thật đấy nếu chẳng tu pháp môn này thì trong tám dạng bốn ngàn pháp môn bất luận quý vị muốn tu hành pháp môn nào tu đến mức thoát khỏi mười pháp giới phải mất bao lâu? Khá nhiều kiếp Quý vị mới có thể thoát khỏi mười pháp giới Quý vị vượt thoát lục đạo Chứng A-la-hán quả A-la-hán là phải tu hành Hồng thoát lìa mười pháp giới Đây chẳng phải là chuyện dễ Trong Phật Pháp thường nói là vô lượng kiếp Nhưng dùng pháp môn tịnh độ Thì tịnh độ được gọi là hoành siêu Tám dạng bốn ngàn pháp môn Đã tiến lên theo từng giai đoạn một Nên gọi là thụ xuất Pháp môn tịnh độ chẳng dùng phương pháp ấy Từ trong dân đạo trực tiếp tiến sang thế giới cực lạc Nên gọi là hoành siêu Giảng sanh cực lạc, kính đăng bất thoái Kính là nhanh chóng Tiệp kính Là con đường tắt Quý vị bèn chứng đắc bước thói chuyển Trong kinh văn luôn nói như thế Trong kinh vô lượng thọ Chính a di đà Phật nói Phẩm thứ sáu Tức là phần 48 nguyện Do chính a di đà Phật nói Xanh sang Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Giai tác A-duy diệt trí Bồ-Tát Nói câu ấy A duy diệt trí là tiếng Ấn Độ Dịch nghĩa sang tiếng Hán Có nghĩa là bất thoái chuyển Trong bất thoái chuyển Bao gồm ba thứ bất thoái chuyển Vì bất thoái Hành bất thoái Và niềm bất thoái Ba thứ bất thoái chuyển đều chứng đắc Là quả gì gì vậy Nói thông thường Địa vị ấy phải là sơ trụ trong viên giáo Hay sơ địa trong biệt giáo Cũng có nghĩa là Người ấy đã vượt thoát bởi pháp giới Đã giảng sanh vào cõi Thật bảo trang nghiêm của chư Phật Thì mới chứng ba thứ bất thoái A-la-hán chỉ chứng gì bất thoái Bồ-tát chứng được hành bất thoái Chứ niệm bất thoái vẫn chưa đạt được Điều chưa ra khỏi mười pháp giới Chứng đắc niệm bất thoái vượt thoát mười pháp giới Thật sự thành Phật Đến Tây Phương Cực Lạc Thế Giới một phẩm phiền não tập ký chúng ta vẫn chưa đoạn Hoàn toàn kể vào tính nguyện trì danh Phải dựa vào đó nương cậy vật lực giá trị Chỉ chúng ta chỉ cần thực hiện được bốn chữ Tính nguyện trì danh Vật lực sẽ giá trị Chúng ta bèn có thể giảng sanh Sanh vào cõi phạm thánh đồng cư của Tây Phương Cực Đạt Thế Giới nói cách khác mang theo phiền não tập khí nên gọi là đới nghiệp giảng sân tu pháp môn khác sẽ chẳng thể làm như vậy được quý vị không thoát khỏi lục đạo luân hồi tu pháp môn này rất may mắn không chỉ ra khỏi lục đạo mà còn thoát khỏi mười pháp giới quý vị nói xem có có dường ấy đúng là công vượt trội bao nhiêu kiếp xanh sang tây phương cực lạc thế giới cho dù hạ hạ phẩm giảng sanh trong cõi Phạm thánh đồng cư cư cũng chứng ba món bất thoái chứng ba món bất thoái mà trước đó còn có thêm một chữ tức là viên viên chứng ba món bất thoái điều này cũng không đơn giản viên là viên mãn viên chứng là chứng đắc viên mãn ba món bất thoái đó là ai từ thức địa bồ tát của viên giáo trở lên như kinh quan nghiêm đã nói Chứng ba món bất thoái Thì sơ trụ đã chứng đắc Nhưng nếu thêm chữ duyên Thì phải đạt đến thất địa Không ai tin tưởng chuyện này Vì thế pháp môn này được gọi là Nang tính chi pháp Chúng ta có thể tin tưởng là nhờ vào đâu mà tin tưởng. Kể vào bổ nguyện và quái thần của a di đà Phật gia trì chẳng nhờ bổ nguyện và quay thần của a di đà phật gia trì làm sao có thể tin được pháp môn này đối với phạm phu nói thật ra viên chứng ba thứ bất thoái chẳng phải do chính quý vị chứng đắc trí huệ đạo hạnh thần thông và phước báo của quý vị bình đẳng với thức địa bồ tát là nhờ vào phước báo của a di đà phật xa bên đó hưởng phước của ngài chẳng phải là phước của chính mình mà là hưởng phước của phật nếu chính mình chứng đắc thất địa Tức là trong thế giới cực lạc, chính mình tu hành đã chứng đắc thức địa. Đó mới là phước báo của chính mình. Nếu chính mình chưa chứng đắc tới cấp bậc ấy, bèn hưởng thụ phước báo của a di đà Phật. Cho nên tin tưởng chẳng có ghi vấn gì. Đối với chúng ta, a di đà Phật ân đức to quá. Do vậy, chúng ta hãy nên tin tưởng những lời này. Đó là lời thành thật, chân sát của Phật, của Tổ. Nói theo lý, trong kinh Đức Phật thường dạy, hết thể pháp sanh từ tâm tưởng. Niệm niệm chẳng bỏ pháp môn này. Pháp môn này là pháp môn bậc nhất, còn thù thắng hơn qua nghiêm. Khi tôi giảng kinh này Mới thật sự biết Cư sĩ Bành Tế Thanh đã nói Kinh Vô Lượng Thọ là Trung Bổn quan Nghiêm Kinh quan Nghiêm quá dài Tôi cũng không nghĩ sẽ giảng Lúc ấy tôi phát quyền tới một đời Chuyên giảng bộ kinh này Giảng lần lượt từng lần Đã giảng được 10 lần rồi Về sau lại giảng Kinh quan Nghiêm Duyên ấy do lâm trưởng tân gia ba cư sĩ lâm là lý mộc nguyên cải thịnh ông ta thay mặt lão cư sĩ hoàng niệm tổ và hàng quán trưởng vì trong quá khứ họ đã cải thịnh Nhưng tôi chẳng phát tâm Đến Tân Gia Ba Nhắc tới chuyện này Ông ta hết sức nhiệt tâm Trọn đủ quay nghi khải thỉnh Rất long trọng Rất trang nghiêm Tôi liền nhận lời Điều này cũng khiến cho chúng tôi hết sức cảm niệm trong quá khứ, hàng quán trưởng của Hoa tạng đồ thư quán Khi bệnh tình nguy kịch Trước khi giảng sanh hai ngày Đã thỉnh cầu lần nữa Mong muốn lưu lại một bộ CD, DVD giảng kinh quan nghiêm Cho người đời sau tham khảo Do bà ta bệnh nặng Nhằm an ủi bà ta Nên tôi đáp ứng Tôi nói, được rồi Chờ đến khi bà lành bệnh Chúng tôi sẽ khai giảng lần nữa Duyên phận như thế đó Bộ kinh này quả thật là cương yếu của Kinh Hoa Nghiêm Vấn đề gì cũng đều giải quyết Trưa ngày hôm nay mấy đồng tu mã lai đặc biệt đến hương cảng thăm viếng có bàn tới một vấn đề thực hiện giáo học bằng kinh điển của tôn giáo nhằm cứu nguy địa cầu đoàn kết tôn giáo vẫn chưa đủ kinh điển của mỗi tôn giáo đều hay quý vị lật ra xem trong ấy đều là giảng về luân lý đạo đức nhân quả mỗi tôn giáo đều phải thật sự chú ý coi trọng thực hiện giảng kinh giáo học cảm hóa lòng người khuyên dạy mọi người quay đầu là bờ thế giới này sẽ được cứu đó gọi là cảnh tùy tâm chuyện ai nấy đều có thể hướng thiện người người đều có thể buông sai lầm xuống buông ác niệm xuống buông ác hành xuống thế giới thật sự được cứu chúng ta bằng đến vấn đề này Vấn đề là sẽ thực hiện cụ thể như thế nào? Tiếp theo sách viết Dược vô dư thị di diệu pháp môn Phạm phu hạ năng độ thử sanh tử nghiệp hải Như đăng bỉ ngạn Trong thời mạt pháp Từ nay về sau hãy còn 9.000 năm nữa Trừ pháp môn này ra Chẳng có bất cứ một pháp môn nào mà hồng thành tựu. Vì sao? Mỗi pháp môn đều phải đoạn phiền não. Quý vị có thể đoạn kiến tư phiền não hay chăng? Chẳng nói gì khác, không tính tới tư hoặc. Chỉ nói tới kiến hoặc. Quý vị có thể đoạn hay chăng? Kiến hoặc đoạn xong mới chứng sơ quả trong tiểu thừa. Còn theo kinh quan nghiêm của Đại Thừa, đó là địa vị sơ tính Bồ Tát. Nói cách khác, lúc ấy quý vị mới nhập môn. Kiến hoạt là gì? Nói chi tiết sẽ gồm 88 phần. Nói đại lược, Đức Phật quy nạp kiến hoạt thành năm loại lớn. Thứ nhất, thần kiến. Thứ hai, biên kiến. Thứ ba, kiến thủ kiến. Thứ tư là giới thủ kiến Thứ năm là tà kiến Năm loại lớn này quý vị có thể đoạn trừ hay chăng? Thật sự đoạn trừ Quý vị làm được bốn câu trong Kinh Kim Cang Vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng Thì mới đoạn được Chúng ta hãy tự hỏi chính mình Có thể làm được hay không? Làm không được Đúng là khó Từ vô thủy kiếp tới nay Đã chấp trước thân này là ta Đại Đức Thật bảo Thân này chẳng phải là ta Quý vị đừng vì cái thân mà bận tâm Bận tâm vì cái thân chính là tạo quan nghiệp Thân chẳng phải là ta Mà là gì Thân là cái ta có Giống như y phục Y phục chẳng phải là ta Y phục là cái ta có Thân thể Là cái ta có Do vậy quý vị nhất định phải biết Ta bớt sanh, bớt diệt Ta vĩnh viễn chẳng chết Thân thể có sanh diệt Giống như y phục Mặc rách một bộ quần áo Bèn đổi bộ khác Thôi chúng ta dùng vài chục năm Chẳng còn thuận tiện sử dụng nữa Bèn thay đổi rất tự tại rất vui vẻ đổi lấy quần áo mới nhưng khi thay quần áo sẽ liên quan đến nghiệp lực quý vị quý vị suốt đời tâm lành hạnh lành sẽ càng thay đổi càng tốt đẹp nếu quý vị tâm hạnh bất thiện càng thay đổi càng tệ đời này mang tên người đời sau đổi thành thân xuất sanh đổi thành thân quỷ đói càng thay đổi càng tệ nhưng bất luận thay đổi thân nào thân luôn chẳng phải là chính mình phải hiểu chuyện này thế tục thường nói chính mình là gì linh hồn là chính mình linh hồn chẳng sanh tử nó đến kiếm thân xác trong lục đạo đi tìm một cái thân tìm một cái thân cũng chẳng phải là tùy theo ý nghĩ của chính mình nếu tùy thuộc ý nghĩ của chính mình chúng ta sẽ tìm lấy thân trời tốt đẹp hơn để hưởng phước trần việc tìm lấy cái thân mới bị chi phối bởi nghiệp lực vẫn là hết thể các pháp sanh từ tâm tưởng tâm của vị lành sẽ tìm được cái thân mới toàn là tốt lành tâm quý vị bất thiện cái thân và hoàn cảnh sống mới mà quý vị tìm được cũng bất thiện do vậy biết thiện tâm và thiện niệm trọng yếu lắm hiện thời hoàn cảnh bên ngoài luôn dẫn dụ chúng ta khởi tham sân si mạng tham sân si mạng là tâm niệm bất hảo nhất Nếu thật sự hiểu nhân quả báo ứng, quý vị sẽ có thể kiềm chế chính mình. Theo lý luận nhân quả, nhất ẩm, nhất trác, mạc phi tiền định. Trong mạng mà có, quý vị sẽ nhất định đạt được. Nếu trong mạng không có, dùng thủ đoạn như thế nào cũng đều chẳng chiếm được. Tội gì bà quý vị phải tạo ác. chẳng đáng phát tài như thế nào trong mạng quý vị có bất luận quý vị buôn bán gì cũng đều phát tài trong mạng không có quý vị nghĩ hết mọi cách vẫn chẳng phát tài quý vị cầm súng cướp bóc người khác cũng chẳng thể phát tài mới sợ đến súng đã bị cảnh sát thộp cổ quý vị chẳng có thì cần chi nữa Ông Hồ Tiểu Lâm hiểu rõ đạo lý này Trước đây đã dùng thủ đoạn bất chánh để kinh doanh, buôn bán, trật rồi Này đã hoàn toàn sửa đổi sai lầm ấy Thật thà kiếm tiền, doanh số hàng năm đều tăng lên Ông ta mới quản viên đại ngộ vốn chẳng phải là dùng bất thiện thủ đoạn mà Hồng kiếm được Chẳng phải vậy Do thủ đoạn bất thiện mà đạt được Thì vẫn là do trong mạng của chính quý vị đã có Nếu trong mạng quý vị không có vận dụng thủ đoạn gì cũng chẳng đoạt được Do vậy chúng tôi suy ngẫm Người Nhật Bản xâm lược Trung Quốc Toàn chiếm lãnh Trung Quốc Nhưng họ thiếu phước báo Trung Quốc chẳng phải của họ đánh nhau 8 năm rồi vẫn phải đầu hàng. Chẳng phải là của họ mà. Chính phủ Mãn Thanh ở ngoài biên ải và Trung Quốc thống trị 260 năm. Họ làm được là vì có mạng. Đất đại ấy là của họ. Nếu chẳng phải là của họ, dùng chiến tranh hay chiếm đóng đều chẳng được. Đúng là nhất ẩm nhất trác, mặc phi tiền định. dùng thủ đoạn chiến tranh để đoạt được vẫn là do trong mạng của chính mình có nhưng thủ đoạn chiến tranh là thủ đoạn hết sức tồi tệ quý vị giết bao nhiêu người gây tổn thất tài sản cho bao nhiêu người dân đó là điều ác cực lớn đều có báo ứng quý vị hưởng hết phước sẽ bắt quả báo làm vua mà làm không tốt sau khi mất nước còn phải trả nợ còn phải thường mạng đâu có chuyện tiện nghi như vậy vì thế người thật sự hiểu rõ chân tướng sự thật dòng niệm hoàn toàn đoạn dứt vì là tốt vẫn là niệm phật tốt đẹp vẫn là vượt thoát lục đạo luân hồi vượt thoát mười pháp giới là tốt đẹp người ấy làm chuyện này chẳng làm gì khác hôm nay đã hết thời gian chúng ta học tới đây thank you